Vương Nhất Bác đã hạ cánh an toàn tại sân bay Tokyo, Nhật Bản vào chiều ngày 8 tháng 7. Anh sẽ tham gia các hoạt động của Y Vị Sự tại đường đua quốc tế Suzuka. Vương Nhất Bác là chàng trai tràn đầy năng lượng. Anh ấy dịch chuyển liên tục với các chuyến công tác ở khắp mọi nơi. Vương Nhất Bác luôn xuất hiện với dáng vẻ năng động và tinh thần tích cực nhất. Vào chiều ngày 8 tháng 7, khi Vương Nhất Bác xuất hiện tại sân bay, đã có rất đông người hâm mộ đã chờ anh ấy. Người phát ngôn toàn cầu của Y Vị Sự hôm nay trông ngầu quá. Ngay sau khi Vương Nhất Bác xuất hiện tại sân bay, mẫu áo của Y Vị Sự Palace đã cháy hàng ở mọi màu sắc. Thật tuyệt vời! Bất cứ lần nào Vương Nhất Bác ra sân bay, mẫu áo thun anh ấy mặc đều nhanh chóng được bán hết. Ảnh hưởng mạnh mẽ của Vương Nhất Bác tới doanh thu của nhãn hàng luôn xuất sắc. Anh là người phát ngôn năng lực và uy tín trong ngành. Đây cũng là lý do khiến Vương Nhất Bác liên tục dẫn đầu về tổng số chứng thực trong số các ngôi sao trong ngành giải trí Trung Quốc. Được biết, một năm trước Vương Nhất Bác đã lên lịch đến trường đua tại Nhật để luyện tập cho giải đua xe Y Vị Sự, nhưng chuyến thăm Nhật Bản của anh ấy đã bị hủy do một cơn bão lớn. Bây giờ Vương Nhất Bác đã quay lại Nhật Bản và sẽ có lịch trình luyện tập tại đường đua Suzuka. Vương Nhất Bác có lịch trình luyện tập trên đường đua Suzuka trong 2 ngày, bao gồm ngày 9 và ngày 10 tháng 7. Hãy cùng chờ đợi những hình ảnh cực ngầu của tay đua ô tô Vương Nhất Bác trên đường đua sắp tới nhé!